Ok, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh Duy Khải nè mày. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ trở lại tiếp tục với bát thứ hai, mở 100 rương tím nha nè mày. Và chúng ta cùng đợi xem thử như thế nào nha mày. Và Khải ngày hôm nay thì Khải cũng đã chuẩn bị hơn cho mình, đó là may mắn nè. Hiện tại này may mắn 16 nha, thiếu mặt nạ nữa, hiện tại mặt nạ tìm không ra nè mày. Rồi này, quá tửu đại này, thiên sơn nè, rồi bao DC nhỏ nè, bao DC lớn nè, các kiểu rồi. Nói chung là ngày hôm nay là theo cái chứ theo cái mơ tín thì anh em bảo chuẩn bị may mắn các kiểu vô. Ok, thì Khải đã chuẩn bị may mắn đầy đủ rồi nè mày. Bây giờ thì chúng ta sẽ mở nha. Trước khi mở, Khải cắn may mắn cho sẽ nè, sẵn cho Khải luôn. May mắn nè. Rồi ok, đầu đến 100 rương nha nè. Rồi chắc là sẽ chia làm hai bát nè mày. Bát này bát thứ hai đây, 50 rương, và bát thứ ba 50 rương nha. Chứ tại vì không đủ chỗ đâu nè mày, không đủ chỗ chứa đâu. Rồi theo như anh em yêu cầu thì chiến lợi yêu cầu về thành đô mở. Ok anh em ơi. Rồi nói chung là anh em nào mà cảm thấy thích video này đừng quên ủng hộ donate, mình có tiền mở rương tiếp anh em ơi. Thực sự là đầu tư hết 100 rương này khoảng 1 triệu nữa nè, 1 triệu viên đồng mọi người ơi. Ok, chúng ta cùng xin đồ họ cộng nó kim 5 dòng. Rồi thí chủ xem dáng là người có liệm võ, không biết định đến Gami hay đường môn thành giáo không. Nếu thực sự có ý đó thì trước tiên xin nghe và lời khuyên của lão nạp. Ông này nói chuyện dài dòng quá phải luôn. Ok, mở anh em ơi. Ui. Ok, chúng ta sẽ che chỗ này lại 50 rương đòi nè. Ui. 1, 2, 3, 4, 5. Ừ, nằm ở 5 cái. Ui. Ui sọ 5 cái được một cái phôi ẩn hiện. Vậy dây kim ra nón thổ 4 dòng đá này, hiện đá thổ kim ẩn một kim có tiền á, ẩn một kim ẩn. Nói chung là tầm này cứ ẩn kim là có tiền này mày. Dây kim này bút ơi, tiếp tục đem rương nữa nha nè. Anh em đang theo dõi đừng quên ủng hộ video này hơn 200 like để tiếp tục làm những bát tiếp theo cho anh em xem nha mày. Đầu tư bát tiếp theo cho anh em xem nhá, cả cánh full mấy nè, anh em đừng hỏi mấy bánh nữa nha nè. 5 cái tiếp tục. Không biết hôm nay về bờ hay sao đây, không biết về bờ hay ra khơi đây. Một bóng, ôi trời ơi, bóng gì đây. Nón thổ đang nói. Áo họ ra, giày thổ ra. Bóng họ ba dòng. Nhỏ vai con họ dòng này bán sốt luôn, ai sai trời. Tiếp tục nè mày. Hui. Mới mua phi dân luôn em ơi. Đi nghiện mới mua phi dân luôn đẹp, đi nghiện ơi. Trời ơi, đòn đá không. Ôi, chị kim hai dòng quá cái đã. Chị kim hai dòng nữa. Đá mọc đá, đá hổ là ok rồi. Đá hổ ống 3. Ống 3 hơi căng. Đá hổ ống 1. Được ạ. Tiếp mà. 1, 2, 3, 4, 5. Đào. Trời, nó sao toàn một dòng không rồi em ơi. Nó mọc ba dòng này cũng được. Đào mọc một hai dòng vãi đái. Một hai dòng. Tiếp này mày. 1, 2, 3, 4, 5. Càng nhiều như đạn. Một cái đào nữa. Độ đào kim nổ rồi. Đào thủy. Ai cha, đào thủy 5 dòng được. Đào thủy 5 dòng được nha. Thì nó dòng được nha, con long đao nó được nha. Nón kim. Đào thủy 5 dòng đẹp ạ. Ngon à, hàng độc ạ. Má đao mọc này bước so vậy. Được đao thủy nè mày. Má đập. Đao thủy đẹp ạ. Rác. Nón kim này rác luôn. Đâu bán 50 vạn chắc cũng có thể mua. Hôm nay nón kim này sinh lực lực thôi, đâu có gì đâu đúng không. 1, 2, 3, 4, 5. Trời, tiêu nó. Đai mọc được, đai mọc 4 dòng. Trời, rác này mà. Rác nè. Đây là chuyện bước đồ anh em ơi. Rác là một quý họ này, rác luôn. Rồi, chuyển qua Echelon anh em ơi. Thế là cho anh em xem tổng đồ luôn cho nó dở. Đau thủy đẹp à. Lần đầu trước khi Úc lên bước cho anh em. Bạn mày không cho anh em xem cái đang thấy cân bằng không?
cho nên em lưu lại với cái rồi. Một cái đâu kia đâu thủy năm dòng vậy nè, đâu này ngon á, ngon ăn luôn. Lẽ giờ đi ép đào đi bán ta, ép đào tóc 30 bên sắc 94 đi bán ta. Hiện hai nè, ẩn một kim có giá nè, ui ẩn một thủy nè, ẩn một họ có giá, ẩn một mộc có giá nè, ẩn thổ hên xuôi nè, thổ quốc nè, họ ẩn ba nè, kim ẩn ba nè, kim ẩn ba hơi canh à, phải cho đồ xấu dòng ép được. Ừ, cái đao thủy ngon anh em. Ok, được một cái đao rồi, được một cái đao rồi. Ok rồi, có thể tụng anh em ơi, 20 lương nữa. Nó kim rồi, đao kiếm nó kim chuyển đường môn luôn nè. Năm nè, lần tu này tiếp tục nè. Chùa, má trò phiêu tiêu đao chứ gì trời. Chùa, hai dòng cho nó đuôi vậy. Một cái nón mật giữ lại nè. Đánh quốc nè, mọc giữ lại nè, tiếp tục nè. Anh em đang theo dõi đừng quên cho một like ủng hộ cho nè mày. Bát này bát thứ hai nè mày. Với 50 lương này thì khoảng gần 800.000 nha nè. Lần này được một cái đao thủy rồi không nữa. Kiếm nè, kiếm thủy 4 dòng. Trời. Thủy ông ba, ông ba này chưa sử dụng tới nè. Hai, một. Xài biết xài, ai xài đây, không có đam mơ mà. Năm rương tiếp tục này. Chúc tiêu, tiêu thổ, chô rác này. Rồi, tiếp tục em ơi. Năm rương đầu thấy được mỗi cái đầu thủy. Ẩn một họ, à ngon, ẩn một họ là có tiền á. Ẩn một họ, cứ ẩn một họ, ẩn hai họ là đẹp. Ẩn một hiện một là đẹp. Năm rương cuối cùng em ơi. Chưa thấy cái nổ luôn. Ui chì bóng vậy, nó đâu ra chứ vậy đâu sao chứ không ra chứ má bóng ở đây là một kim ra bóng mọc đâu ra rồi. 50 lương đầu tiên thì chắc là hết 8 kim hơn thì được cái phôi đào thủy này mày. Khô đầu thủy nói chung là gọi là có thể là hòa vốn á. Để khô đầu thủy 5 dòng mắt ổn là hòa vốn á. Tầm này mở ra như thế này là từ 2 đến 5 dòng nè mày. 5 dòng là gọi là mắt ổn rồi nha Nam. Còn 6 dòng thì chắc là phải đợi mùa quýt hoặc là đợi Evan lần sau thì mới có đồ 6 dòng rồi nè mày. Đa số cả thấy nhiều anh em video trải nghiệm thì đa số mở từ 2 đến 5 dòng thôi. Rồi tổng kho là cho anh em bên này anh em xem dễ hơn nè. Ở bát thứ hai này thì khả người chắc là hòa vốn nè mày. Được cái đao này chắc là bán là cũng được không lỗ lắm đâu. Đâu 5 dòng rồi em ơi. Đâu này 5 dòng tầm này hiện tại là đang là gọi là bắt ổn đó. 6 dòng chưa có nha nè. Mấy này làm phôi thừa thừa thôi, một chút cũng không có đâu gọi là đẹp lắm đâu mà. Bóng mọc 3 dòng cho kiếm 4 dòng. Nóng mọc 3 dòng. Vũ khí thổ 4 dòng. Mất đá ẩn hiện thổ rồi đó. Trồ má thổ như quá trời ghê. Được một cái phôi ẩn một kim cũng có giá nè, ẩn một thỏ cũng có giá nè, ẩn ba này thì chưa dùng đến nè, ẩn ba này chắc là không ai dùng đến nè, chưa dùng đến được, ẩn ba họ mấy này chắc sau này thừa đại, nó không có giá nè, rồi hiện một mọc cũng được, hiện hai, hiện một thủy, hiện một họ, ok đường ba hiện một họ, chung là bánh này cũng khá tương đối nè mày, rồi ok. Cảm ơn em đã theo dõi bát thứ hai em ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi tiếp tục với bát thứ ba nè mà. Khả như các rương hả? Các rương đồ tiếp tục là mở tiếp. Lần này được rồi. Trước hãy mở ở khu vực bang rồi. Bát thứ đầu tiên khu vực bang, bát thứ hai là mở ngay thành đô. Bây giờ phải lên Hoa Sơn cảnh kỹ trường nè. Ok, anh em cùng chờ đợi tiếp bát thứ ba. Rồi, anh em theo dõi video đừng quên để lại cho Khả một like, cho sẻ ủng hộ cho em ơi. Là hãy mở được gì là sẽ sau anh em xem tiếp tục, đừng quên ủng hộ mạnh 200 like để tiếp tục có cái động lực đầu tư thêm những video tiếp theo nè em ơi. Còn em nào mà thích mở rương đồ những này thì cứ mạnh dạn ủng hộ donate rồi. Nói chung là mạnh dạn ủng hộ donate thì sẽ có nhiều video anh em xem hơn nha. Chứ giờ thực sự nói chứ anh em như một cái video này bạn donate gần video này gần cả triệu anh em. Lâu lâu mở cho anh em xem nhé. Anh em kêu ngày nào cũng mở nữa, không biết là tiền đâu mở luôn mọi người. Rồi ok.